Thai giáo thực chất là những bài học đầu tiên mà người mẹ gửi gắm cho con của mình bằng 4 con đường chính, gồm thai giáo thính giác thông qua nghe nhạc hay nói chuyện với con, thai giáo thị giác bằng đọc sách, thai giáo vị giác và thai giáo xúc giác. Chị cảm thấy là khi chị nói chuyện, hoặc là khi chị hát, hoặc là khi mà chị nghe nhạc á, tự nhiên con nó nhúc nhích, cảm giác là con mình nó lại vận động. Chị thấy cái phương pháp này rất là hay và chị cũng áp dụng như thế đối với bé thứ hai nhà chị. Thì chị thấy cái việc nuôi con như thế nó rất là nhẹ nhàng. Theo các chuyên gia tâm lý, thai giáo là một trong những phương pháp rất hữu hiệu để tối ưu hóa khả năng tư duy của trẻ, ổn định tâm sinh lý, tạo cơ sở tiếp tục quá trình giáo dục sau khi trẻ ra đời. Tuy nhiên, thai giáo cũng cần phải đúng phương pháp và đúng theo từng thai kỳ. Nó sẽ giúp cho bé thứ nhất có thể tạo ra những cái thói quen cho bé ngay từ trong quá trình mang thai để khi bé ra đời bé có những cái lập trình và thói quen tốt cho mình. Cái thứ hai nữa là tạo ra một cái cơ thể và một cái điều kiện về mặt sức khỏe cũng như tinh thần và cả về mặt tâm lý để cho bé có thể thích nghi và hòa nhập được với điều kiện sống. Và cái thứ ba nữa là tạo ra cái sự mối liên kết giữa bố mẹ và bé ngay trong quá trình mang thai. Thai giáo là phương pháp tạo nền tảng cho con phát triển ngay trong bụng mẹ. Nhưng quý khán giả của Mùa Dĩa đâu cần lưu ý, đây không phải là cách có thể giúp con thông minh hay trở thành tài năng xuất chúng như nhiều phụ huynh vẫn thường nhầm lẫn. Và việc thai giáo cũng cần phải tuân theo sự tư vấn từ các chuyên gia.